Control not in the kitchen, not in. Để chúng ta kiểm tra lại xem lỗi ở chỗ nào. Chúng ta kiểm tra kỹ lại. Thứ nhất là lớp của chúng ta, đây là đúng là lớp rồi. Thứ hai đường dẫn thư O, các bạn nhìn thấy chúng ta thiếu chữ N. Vậy chúng ta đưa vào đây giá trị N. Xem viên, chúng ta refresh lại xem còn lỗi hay không. Các bạn đã nhìn thấy chúng ta không còn lỗi nữa mà nó đã hiện ra. Vì chúng ta xem cái phần ở phía dưới thì các bạn nhìn thấy lúc này các cái giá trị ở phần HTML này thay đổi hoàn toàn. Đầu tiên form element là cái gì? Đó là cái thẻ div bao bọc phía ngoài của các phần từ của chúng ta, toàn bộ các phần từ. Sau đó đến nhãn của chúng ta và input, description và cả cái phần báo lỗi của chúng ta, nó có, vì chúng ta bấm submit thử xem có báo lỗi hay không. Các bạn nhìn thấy lúc này nó hiện ra cái phần báo lỗi error. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ làm sao chuyển nó thành dạng này? Đầu tiên các bạn sẽ thấy chúng ta có một phần là cái div ID này là ở phía ngoài row. Vậy thì chúng ta sẽ sửa ở đâu? Chúng ta mở cái phần, lúc này chúng ta sẽ tắt bớt đi một số decorator 2, chúng ta không cần. Chúng ta vào phần row. Các bạn nhìn thấy kỹ các tên của các thẻ của chúng ta một chút. Đầu tiên của chúng ta là nhãn. Nhãn ở đây có nghĩa là gì? Cái phần, có nghĩa là nó chính là cái dòng này. Bây giờ chúng ta muốn sửa lại nó thì chúng ta hãy xem cấu trúc của nó. Các bạn nhìn thấy ở đây chúng ta không cần biết là nó trả về cái gì, nhưng giá trị của nó trả về chính là cái phần text box này. Vậy bây giờ chúng ta hãy đưa cho nó một cái phần vào, ví dụ như ở đây các bạn nhìn thấy là div nhãn của chúng ta. Vậy thì chúng ta sẽ đưa nó thêm một phần thử nữa là chúng ta đưa vào đây là div, chúng ta là last bằng. Rồi, chúng ta nối với cái phần phía sau đó trả về. Lúc này chúng ta nếu mà muốn được theo ý của chúng ta thì bắt buộc chúng ta phải chấp nhận một số điều kiện. Bây chúng ta refresh lại xem nó đã hiển thị như cái phần bên demo này hay chưa. Vì chúng ta refresh lại cái form. Chúng ta nhấn vào phần text box. Các bạn đã nhìn thấy chúng ta có div last. Vậy là cái phần ở phía trong này chúng ta không cần quan tâm.